Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Tướng Online sẽ gửi tới các bạn phần bài bản về một trận đánh rất hay đánh trong giải cờ tướng Tịnh Nguyệt Bôi năm 2019 tại thành phố Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Tường Xuyên và người cầm đen là danh thủ số 2 Trung Quốc Xuân Thục Tứ Hiệp Trịnh Duy Đồng. Một trận đánh rất hay. Chứ 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 chứ将军。 将军。
将军。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 吃。将军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 。
Và tiếp theo sang phần cờ cho thoái xe về để bắt mã trung lộ, thì trong cuộc chiến của trận cờ bên đỏ của danh thủ Tường Xuyên đã buông cờ xin thua. Và các bạn thấy ngay xe mà ăn mã thì sao? Đánh như vậy thì bên đen đơn giản cho xe chém mã thôi. Bên đỏ chạy tướng có lực 4 thì có thể thoái pháo về một hình cờ mà bên đỏ sẽ thua chắc trong bộ cảnh trên. Trong phần cờ trước đó mà bên tiền cho tiến xe qua cũng không được. Khi đó các bạn thấy ngay thì bên đen đơn giản cho tiến xe chiều tướng là bí ngay. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên, một trận đánh rất hay của danh thủ Trịnh Duy Đồng trước Tường Xuyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.